Hello, chào bác chăn nuôi em. Hôm nay ngày 25 tháng 1 nè. Em báo giá quý cô chú, anh chị mình vài con cái xin chị. Hôm nay em bắt được một bầy á. Cái nhà này cũng bỏ bê luôn chị. Tại bữa anh theo cái kèo trên của Đức á nên anh Đức luôn cô anh chị. Anh bán nguyên bầy cho em á. Thì về cũng bán cái nái với cô chú anh chị mình mua về nuôi sinh sản hoặc nuôi vỗ béo đều có lợi nha cô anh chị. Nên con này thì cái đuôi nó mấy cọng lông trắng trắng như vậy cô anh chị. Đó. Thì có sao em quay y vậy cho cô chú anh chị mình coi mình mua ha. Con này vũ đen ha, mấy con này về đẻ cũng được cô anh chị, mà nuôi ổ cũng vẫn được nha cô chú anh chị. Cái nào cũng được hết. Rất là tiện lợi nè. Xái lưng cô chú anh chị. Nói xái lưng ha. Xái mặt nghiêm chỉnh nè. Đó. Đòn dài. Khung tàn sát có này về nuôi ủ rất là ngon của chị, mà nuôi đẻ cũng rất là được ha. Mấy này tơ tơ không chị, mất đẻ có 3 con không chị. Đó, con này con cặp nè. Con này thì kéo về lên giống nè chị không? Lên giống cái qua đó. À, em chưa phối, con chị về muốn phối phối muốn ủ ha. Nè. Sái tức nghiêm chỉnh nè, không chị không? Con nào cũng dài đòn hết. Đó, con chị hay dài đòn hơi ốm của chị. Ủ nó ăn dữ lắm của chị, có clip chúng quay em gửi cho chị coi ha. Nó ăn kêu bằng cái dòng cái chỗ không còn cái mà mặt đất không chứ không còn cọng cỏ không chị, bốn vú đều hết thang của chúng chị hả. Vậy cô chú chị mình nuôi ha, này nuôi sao cũng có lời luôn chị. Vậy chỉ cần cô chú chị mình không cần ăn cám chị, mấy con này chỉ cần ăn cỏ, cô chú chị mình có chỗ dòng thì càng tốt hơn ha. Rồi con này nó còn khoảng độ mét hai của chị, nhưng mà sẽ mặt nó không có của anh chị, cái mặt không có mà sẽ lưng có của anh chị hả, chị không nè. Ba con này đều được, con nào về nuôi lại cũng được không chị, không có gì không chị, tại người ta bỏ bơi á, nào bỏ bơi thì nó hơi xấu chứ mình chăm sóc kỹ lưỡng vô thì đẹp không chị, giống như ngừ mình vậy không chị, giống như ngừ mình không chị. Nếu mình có chăm sóc ăn uống nó hợp lý á, thì mình nó dòm đẹp không chị, còn cô chú chị mình vất vả thì nó lại xấu không chị, nó thì nó cũng cái nào nó cũng vậy không chị. Đó, thì cô chú chị mình coi ha, ba con này có giá mỗi đồng 13,5 triệu của anh chị ha. Đó, thì cô chú chị mình coi chọn lựa mua ha, ba con có giá mỗi đồng 13,5 triệu, giá tại chùa nha cô chú chị. Em chỉ bao 50 cây số trở lại nha anh chị, ví dụ cô chú chị mình ở xa hơn á thì em phụ chút tiền xe nha cô chú chị, phụ giúp tiền xe cho anh tài xế chứ em cũng không có lấy nha cô chú chị, bốn vú đều hết nha cô chú chị. Đó. Đó, em quay tổng thể ba tròn nhìn coi ha, rất lớn ha, nhưng mà nó hơi ốm thôi đó. Thì cô chú chị về mình đắp thịt lên thêm ha, 13,5 triệu con đó. Còn bên đây mẹ con luôn anh chị, mẹ con luôn nè, hay mẹ con cái, con này đẻ cũng được 5 con này con thứ 6 anh chị nè. Anh bỏ bơi ốm quá trớn chị, con nào cũng ốm thì gầy không chứ nó không có mập luôn của chú chị nè. Đẻ một cái con gần được 1 tháng mà nó không có sữa bú chị. Đó, nó không có mướt luôn. Bò con này cái con thì bên này cái gói nó có u như vậy nè. Nè, gói này nó có u, còn gói này không có chị. Thì có sao em nói vậy để của anh chị mình mua về mình nuôi ha, mình nuôi mập mình bán cũng được của anh chị. Đó. Thì mẹ con này em bán của anh chị mình cái giá là 15,5 triệu đúng không chị? Tại bắt nguyên bầy thì em bán cho của anh chị mình để nấu hết. Về của anh chị mình nuôi ha. Về mình chăm thêm đó, rúng yếm cũng có của anh chị không, anh chị em quay của anh chị mình nhìn mình cũng biết rồi ha. Đó, rúng yếm con này sái tích nghiêm chỉnh anh chị đó, để con này là con nái đầu tiên đó, cái qua này của anh chị thấy không, nó đẻ con này đẻ gần được 1 tháng rồi anh chị. Về của anh chị mình cỏ rác vô thêm ha, tại nhà anh thiếu nuôi quá. Mấy con này về của anh chị khỏe, mấy con này về cô chú anh chị mình chích thuốc bổ sổ lại sáng lá gan rồi vô nha cô anh chị, xong mình ủ ha, mình dòng cũng được cô anh chị, mấy bò này nói chung bò dòng không à. Về cô chú anh chị mình dòng ha, nè em quay lại rúng yếm cho cô anh chị mình coi nữa ha. Đó, rúng yếm ha, con nào cũng có rúng yếm cô anh chị đó, anh chị không đó, ba con 13,5 triệu cô anh chị mỗi đồng nha. Chứ cô chú anh chị mình lựa thì có giá hơn nha cô anh chị chứ nè, con này cũng hơi ốm chị nè, đó rúng yếm của chú chị đó, rúng yếm ha nè. Chung luôn đây có con cá ba bê này hiện cao 1m1 yếu lắm chị đó, cô chú chị coi mua về
mình nuôi nái cũng được, mình cạo làm nó giỏ cũng được anh chị. Con này thì em bán của anh chị giá 11 triệu anh chị đó, cô chú anh chị mình coi ha. Thì em nhìn nó tầm 60 mấy 70 ký của anh chị, 60 mấy 70 ký cạo á, bê cạo á, cứ 70 ký của anh chị. Thì cô anh chị mình nếu mình mua về làm đám cũng vẫn được ha, 11 triệu của anh chị rất là mập ha. Còn của chị giờ mình nuôi vỡ béo thêm cũng được, nuôi sinh sản cũng vẫn tốt của chị, không có sao ha. Con này con bò vàng để ra đó thì của chị nuôi ái cũng vẫn được ha, nó cũng dài đòn lớn con ha đó. Thì về cô chú anh chị mình nuôi lông mướt nè, con này nữa mát sữa cực kỳ của anh chị đó. Cô chú anh chị mình coi mình chọn lựa mua cho phù hợp ha. Còn cuối cùng là cặp cái xin của chị, con này cao 1m1 ha, sái tích đúng đó. Cặp cái xin này tơ này 24 triệu. Đó, cô chú chị coi đúng yếm ha, đúng chiền hết ha, chân nè chiền khú hết, đúng sò hết ha, nè dậu lường hết, yếm gì cui lông nhuyễn da sát mướt mượt. Mấy con này nữa nuôi nái cực kỳ không chị, con này nó cao cỡ 1m07 bò chị, lông nhuyễn da sát luôn, sái tích nghiêm chỉnh hết con chị. Nó về nuôi nái ha, mặt ngắn lông miệng to, đầu trụi, chân móng sò đó, rúng chiền hết con chị. Đó, một con nãy nằm á em quên ha, sái tích nghiêm chỉnh của chị, để được gần tháng ha. À quay cho anh chị em coi ha, cái gói này sưng miếng ha đó, mấy gói sao không có sao với anh chị nè. Để con gì mình nuôi ha, nó nãy bị nằm á em quên quay cái đứng cho con gì em coi ha, nó đứng nè đó. Về con chú chị mình nuôi cỏ rác rồi thêm ha đó. Đó, thì cặp này có giá 24 triệu tơ cũng chị. Vậy cũng như vậy mình nuôi nái ha, cậy đuôi nào cũng bự qua đen hết. Mấy con này lớn con cũng chị. Nửa mát sữa ha, nửa nó đẻ 51 cũng chị. Giống này giống 51 hết nha cô chú anh chị. Đó, vậy cô chú anh chị mình coi mình chọn lựa nuôi sinh sản tái đàn đều được hết anh chị. Đó, thì cô chú anh chị mình nay thời điểm này mình đầu tư mấy một cái là hợp lý anh chị. Mình cỏ rác nhiều á, mình khỏi cần ăn cám chị. Mình nuôi qua năm là giá bò nó nhích lên là cô chú anh chị mình có lời ha, vừa lời cái tiền bò lớn mà vừa lời cái giá cả nó chị, nó thuận tiện cho đường. Cái thời điểm này là cô chú anh chị mình nuôi bò là không có sợ lỗ nữa nha chị, tại bò nó không thể sụt xuống nữa anh chị. Tại giờ mà mấy cái bò vàng nó cũng cạn rồi anh chị, nguồn nó cũng cạn rồi chứ nó không có còn nhiều ha. Nay cô anh chị hầu như thấy kem ba bê nhiều chứ bò vàng nó cũng ít rồi đó. Thì cô chú anh chị mình nhanh tay đầu tư lúc giai đoạn này rồi nữa là mình sẽ chiến thắng của chú anh chị đó. Thì cô chú anh chị mình nhà mình cỏ rác nhiều thì mình bắt mấy con cái về mình nuôi ha đó. Thì qua năm nó sẽ thế nào giá nó cũng lên của chị, em bảo đảm của chị luôn ha. Tại bò vàng thường là 4 năm nó sẽ rẻ một lần của chị đó, thì năm nay nó rẻ rồi nó sẽ mắc lên trời nha cô chú anh chị. Theo kinh nghiệm đó thì cô chú cứ để ý đi, 4 năm sẽ rẻ một lần, sau đó nó sẽ mắc lên dữ dội của chị đó. Thì cô chú anh chị mình coi mình chọn lựa mua ha. Thì em có ship đi các tỉnh ấy, thì cô chú anh chị nào mình mua thì em ship đi các tỉnh cho mình nha cô chú anh chị, có xe đi hết nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào cô chú anh chị mình nha.